để gì lên chép không? Nó hỏi có bơ không? Chép lên nè. Bơ luôn. Bơ nè. Trời ơi. Chứ không có bơ sao bơ. Đúng là đúng là phèn rồi đó. Đây nó bơ. Nghe nào. Khá là phèn. Nghe nó lỗ phèn khá là phèn. Còn cái đồ sống ngon nè. Salad nó ngon rồi. Phèn như phèn. Có mày phèn. Nhưng mà này không có rau như là mấy cái lẩu nước mà mình có rau nhiều ba. Không lũi rồi. Đúng rồi, mấy lẩu nước mình có rau nhiều. Không lũi thì kêu nghe chị. Bây giờ người ta kiểu một ít vung tay không có rau rồi mà salad không mà. Tô rồi đó, lăng quế. Bây giờ người ta không có vung tay mà, người ta ăn rau không mà. À nói. Đúng rồi. Vung tay đúng rồi, mình đâu phải vung tay. Mình là vung Á Đông mà, phải vung tay. Nhưng mà giờ bây giờ không có vung tay. Tại vì cách đó nó sẽ đỡ tốn kém. Chứ bên đó xứ lạnh nó đâu có mấy rau đó. Mấy rau cái tô không lũi là xứ nhiệt đới mà. Mày đặt hết lên luôn nè. Hết luôn, không nhiêu đâu đủ luôn. Cuối cùng cũng làm cả mấy đỡ đỡ chết đầu luôn. Đồ ăn rồi hấp nước vô gì hết nè. Ba cũng nghĩ là nên mặc gì nữa thôi. Giang người đánh nhạc rồi, hết bảo quyền. Rồi biết em thấy ha. Hết hết nhạc rồi, đánh nhạc rồi, hết ăn hết. Anh Thành đó sợ. Thôi đừng nhớ mình. Anh Thành đó không muốn. Anh Thành đó với lại cái gì bữa trái. Anh trái muốn ghê hơn đấy. Anh trái uống hả? Ồ e, ồ e. Anh sáng nha. Quân sự nó mới quân sự còn ghê hơn nữa. Xe quân sự á. Mùi bớt của ca ngon. Không ngon. Mình thử coi. Em hãy thôi chứ. Mẹ lọc lại mà lọc lại giống như nhau. Cái lâu này mới nói vậy lâu. Mẹ nói cái chuyện nó mới ra chứ. Làm gì em ơi? Dạ. Đang chân. Hay đi bơi chị cho nó này là đi bơi chứ năm mũi. Này là em bị đau chân. Em á hả? Đúng là ngày này năm ngoái. Năm năm 3 năm về trước. Năm lớp 1. 2 3 4 5 4 năm. 4 năm về trước. Em cũng bị vậy nữa, cái chân đi đi chơi. Mà bữa đó em đi chơi, còn nay em không đi chơi với lớp, em đi chơi với chị. Em bị bơi mẹ cũng bị luôn. Mà em cứ đáo lại mấy năm lại nó bị lần. Ừ, chân tới lớp 9 em bị nữa. Lớp 9 nha. Lớp 9 em bị nữa em khỏi chích. Bị cái chân nữa. Sao mà chích ngừa rồi, đủ mũi rồi. Hấp dẫn chưa? Giòn không? Mình mong các bạn cho mình coi. Các bạn mình coi lúc mà đó bộn. Nó văng, sao đi? Coi sao đi nha. Nó văng, nó văng. Mẹ đâu coi. Tự nó văng. Nha. Không coi đâu, mẹ chỉ cố tình thôi. Mình chỉ giặt lên cái nó văng thôi. Đâu phải là cúng đi đâu. Sao đi đi nha. Có sao không? Đá hả? Mẹ lấy đá. Là lấy đá đi. Mở nắp ra lấy cá đi, chị hai lấy chèo cá đi hai. Cho em trà, cho em mát chịu lại đi. Rồi. Ta hả, ta luôn rồi. Không, cho em ấy. Em đừng khóc nha. Có gì đâu khóc, đi tôi. Lỡ thôi, gì đâu khóc. Rồi. Đi nó nóng, nó đi một cái ăn kia gì đó má. Vậy thôi, nóng quá em đi, không ăn nướng được em đi ha. Rồi. Tại vì nó văng em đi, nóng mà. Em ăn được không? Dạ. Ăn được không? Được. Được hả, tưởng nó nóng quá ăn được. Giận nó không thèm ăn. Giận không? Đây là ba chỉ nước hả? Ba chỉ nước cao phải gì hay nước không? Đây là nước muối ớt. Muối ớt hả? Mình mua vậy á, ba chỉ muối ớt thì gì? Cá này mầm mầm sữa đến nhau, còn này là gì bò cuộn. Cái đó gọi là gì bò cuộn chứ? Ở đâu có thịt cỡ đó anh ca? Dạ thì thấy. Sao bạn thấy được? Mẹ không thấy thì sợ gấp. Đúng không? Không thấy. Là có miếng sườn. Dạ mẹ. Thôi con. Mẹ sợ văn. Không văn nữa đâu. Mẹ văn hoàng sơn.
hết đào chị này. Bên này. Rồi, rồi ăn đi sân đi. Nghe như vậy còn chán chán không? Nghe chưa ngon suốt đời chán gì? Đâu rồi? Nó chán chán này có sao mà? Không. Bỏ chân xuống. Cái nhà là dài. Rồi ăn thử cảm nhận thôi. Ăn cảm nhận thế nào? Rồi lần đầu tiên ăn cái này. Có bừa không? Bừa. Em thấy sao? Dừa này. Chưa ăn luôn. Hơi ngọt hơn. Có mềm rồi, nó chua. Cái thòi nó mềm rồi, nó nứt rồi. Để như vậy đi, ăn luôn, chỗ sao đâu. Bỏ chân xuống, ăn bình thường đi. Mà sao sớm bơi sao mà để cho nó bị đứt cái chân rồi? Dài á. Dài sao? Cô em đứng xuống thì đẩy vào xíu. Em không bị chịu. Lên mấy chỗ đừng có đẩy. Sang năm mà lên đi cắm trại rồi sao? Lên đi vẫn ra mà. Đầu hôm tới tháng 3 tới 25 tháng 3 mà. Cắm trại dù khuyên canh có thể trước thôi. Hôm đó tháng 3. Hôm đó là thầy cô đi dưỡng hết rồi, không có ai mà rảnh mà tổ chức đâu. Mà nhưng mà tháng 3 là không ăn ngầm. Nhưng mà em nói tháng 3 tháng 2 mà. Tháng 2 thì mấy cũng là đó thôi. Tháng 3 cũng là được. Tổng là lần thứ 2 mà chứ là hay. Hay là bị gì đó. Chỉ là sao không bị ngày âm mà bị ngày tây ngộ rồi ta? Đó là số con là thứ năm ba là ngày ta con nhớ con thôi cái gì mà hắn ta ơi vậy không nhận gì rồi
cái này chắc cũng mau chín nè, mau chín hơn cái nãy có không? Mà rồi mẹ có khi nào đang sụp tự nhiên lỗ bén lên không? Thôi chứ sụp nhiều nữa. Sợ rồi, giờ hết chín sụp. Em nhận như nè. Ngon. Ông ngon, xà lách chị hai rồi. Nè xà lách nè, mới lấy ra thêm nè. Còn hết sức mè luôn. Sốt này ngon quá nè. Giống mùi thô quẹt, có nghe mùi đúng rồi đó. Giống mùi thô quẹt. Thô quẹt. Rồi chín này tắt luôn. Không, mày còn chín mà. Không, thì tắt cái này trước. Cái này nướng giống cái chỗ về phố nướng ngay Võ Thị Sáu bên kia cũng sử dụng cái bếp ga loại này nè. Thấy cái này tiện hơn cái bếp than. Than thì nướng ngon rồi nhưng mà mấy làm kiểu này thì than thì nó nướng được đó. Đúng rồi, nướng. Cái này bằng là chỉ đến đây được cái này thôi. Đúng rồi. Đó là chỉ có phố nướng cái lô à. Không, phố nướng ngay chỗ Võ Thị Sáu đầu đường. Nướng 60 đó. Bằng bẩn bờ đi chút phải bên ngoài hả mùi. Bờ rất bờ, bờ nướng tẩy. Cái đó. Cái gì? Ủa, 60 là gì? 60 đồng ngay. Đồng ngay 60 đồng tiền. Quá đụm. Nó mấy em giờ đang nước gì vậy? Cũng mày vậy mình biết mày ra mày cũng nói rồi. Chưa chín. Ăn cái này ăn khác con. Lỗ khác ăn vô nó kỳ lắm. Có chừng đổ rớt hết á. Cái này là lẩu khác. Nước nó khác. Cái nước lẩu khác nha. Lấy cái này. Từ từ cũng tới thôi. Cái này ăn sao? Cái đó là ăn cái cua này chứ. Để nó đi chứ mình ăn cua rồi. Mà ăn cua nếu không kêu mà còn cái gì nữa. Chắc cua ăn được cua. Hai mấy ngày chắc nó kêu rồi chắc nó rồi bỏ rau vô. À, rau muống nè. Cái này lẩu chua nha. Cái này cũng hấp dẫn các bạn ơi, 5 đi ca là cũng hấp dẫn, cũng 9 cho 50 đi. Ok. Bữa nào qua ủng hộ. Ủng hộ tới 4 tháng 4 rồi hết. Trong khung giờ nghe 10 đến 16 giờ 30 hay 16 giờ. Còn từ đây tới Nhật làm sao? Nhỏ. Ra cũng đa dạng quá nè ha, cũng ngon quá nè. Cũng tươi mà. Cũng tươi. Nói chung là ha, cái lẩu này 50k thì quá ok. Cái lẩu đang khuyến mại đi. Cái lẩu này tao bán 70 nè, là chưa khuyến mại đó. Còn khuyến mại mà còn 50. Khuyến mại giảm 20. Rồi nhịp chụp hình check in thì 10% nữa. Thấy không? Chụp hình check in gì đó. Cái đâu hả? Check in luôn. Có đi quán. Đúng rồi, check in luôn nha mẹ. Thôi thả hết luôn đi nha. Thả hết rồi. Rồi cái bắt đầu cái thả lửa hả? Thả lửa xuống cái ăn. Ăn bún không? Em bún gấp rồi. Hai đứa ăn bún không? Muốn chụp thì chụp.
10%, 10%, 10%, 10% cho tổng hóa đơn. Không, đâu phải đâu, mà tính tắm chỉ một lần thôi. Ai mà kiểu đó là nhờ một lần đúng không? Chị con phải ăn 10 lần nói với em 10 lần, nhưng mà con để dành 10 lần đó con không có giảm. Lần thứ 11 con có ăn giảm ha. Không, chưa không? Tính quá. Đúng không? Đúng không mẹ? Không, như như là cái chỗ đó nó cho là mỗi lần tới là con giảm 10%. Ê, gớt đũa, gớt đũa, gớt đũa, gớt đũa. Vậy là con tới 10 lần con không có lấy tiền giảm. Nhưng mà tới cái lần thứ 11 con mua hết xong rồi giảm con 100%, hiểu không? Ok, tao cũng được đúng không? Mua hết quán không? Mày giảm 100%. Giảm 100% là mày tới ai ăn 10 lần nó vừa đi. Mà nó giảm mẹ 10% mỗi lần ăn. Nhưng mà con phải ăn giống món nó hết luôn. Được rồi. Mày lấy giờ, ví dụ giờ mẹ mua một cái thanh cua nó cũng được giảm 10% mẹ. Mẹ mua mẹ, mẹ để giờ 10% nó 10 lần rồi. Cái lần thứ 11 mẹ lại mẹ ăn cả đống luôn. 100%. Trong là cái nước này là mình cho biết cái nước ta đây nè chén gọi là cái gì ta, bát sườn của cá mình. Bây giờ cá bóng nhảy, cá điều hòn bóng nhảy thôi. Mi nó cá bóng nhảy, mi là cá bóng rồi, cái điều hòn mi là cá bóng. Còn bé ăn mình lên bóng đi. Có phải cá bóng không? Cho con cứ nhỏ này. Mà con cái đấy thì ấy là khối đó nhỏ này. Không phải. Không phải. Nó còn nhỏ. Là mình có. Mà thân thành bự. Quay với nước lỏng ngon không? Hấp nước lẩu coi. Nước lẩu thấy tôi vừa ăn không? Cái muỗng không? Em muỗng nước lẩu không? Có cá rồi nữa. Xin thêm cái muỗng. Thôi đi em hấp xong rồi chút nữa rồi. Coi lỡ có chỗ nào có muỗng lên. Thôi đừng. Đưa chị muỗng cái muỗng nhựa em. Thích đào ăn. Thôi thôi cũng được cho chị mượn đi. Nóng nhưng mà cái muỗng nhựa chút nóng nó bị chảy á. Chảy là bị mấy cái chất lần ăn. Hơi cay. Đổ chuột cay, cay, cay đó đúng không? Này dạng lỗ thái mà. Em là ơi, âu cái đằng. Đầu lấy anh thêm miếng thịt qua ăn đi. Có thịt rồi, em thịt lâu la bác hết. Rồi cay đi muốn ăn rau thêm, tấp binh thêm, lấy thêm rau nha. Nước rồi kia thêm, lấy thêm nha nào đó. Măng già quá. Ở đây. Ở cái này là cái gì vậy tổng? Ở lại nơi bạn đi chứ nó rất là nhiều tổng nè. Em nó bấm vào ngồi bữa nó bấm vào đây lắm. Đúng rồi. Ngon không? Ngon. Lấy đồ muỗng đó, lấy giá kìa.
phải chuẩn bị dướng nha. Giá đâu ca xé ra thì ra giờ nó mất rồi. Đây là cái để... chị ăn cái này nha. Ờ, không có em mà. Nó đang không được. Ăn gì ăn mất. Ít. Những dằn đi, dằn đi, dằn đi. Mẹ lên đúng hả? Dạ không. Ăn cái này con mừng. Mà lấy nè, cái mặt cười lấy không? Đi mặt cười không? Nè. Con ngán đi tự nhiên. Ăn cua không? Ăn cua nè. Con thấy nè mà. Ăn cua. Vậy con nha, cho ăn chả cháy chả ghẹ. Con ngán thì nó ngán rồi mẹ ơi. Không ăn thả lẩu hả? Nè, cái viên nè. Thôi, mà mẹ ơi. Có ốc đùa, có bắp cua nữa nè. Dạ thôi. Có cái này nè. Ăn ít thôi. Cho anh ông chút đi. Anh nằm đi. Ờ, xíu anh nằm. Mình đậu Thái Lai Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Lâu Thái Lai Hàn Quốc. Thái Lai Hàn Quốc. Cái đó là những cái thông dụng mà. Xin cảm ơn 6886 rồi 7979. 79 là gì đó? Xài. Rồi gì nữa ta?